su gì đây, mấy 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 gì đây, mời du mi. Số gì đây à, số gì đây, số gì đây, con số gì đây. Chúng con câu hò điệu đi, hỡi nàng ơi, bước băng qua núi đồi cao cao, chẳng chưa nhàn gì những đau duyên lý dung tình. 29 bên trên thôi. Cái này là vé của tôi bán nè. Hơn kia chưa ra giò đi chị ba. Rồi. Thi ơi. Dạ. Em mời anh vô đứng gần dạ, em mời đi. Anh vô đây à. Vâng ạ. Và bây giờ chúng ta đừng có run nha. Đứng kế cái thi đừng có run. Rồi, sao mặt xanh dữ vậy? Với dòng này 551 đúng, đúng rồi. Rồi. 50, 50 có nhức lầu. 41 có dễ lầu. 29 có tam lầu. 17 lọt lầu. Vâng ạ, 50, 41, 29 và 17. Bây giờ có hai lựa chọn. Một là anh lựa chọn qua một cái nồi chiên không dầu. Hai nữa là chúng ta lựa chọn qua 1 triệu. Còn ba nữa là có một vợ hai con một... Rồi lấy nồi chiên không dầu ạ. Rồi lấy nồi chiên không dầu em lại lấy đi. Thi ơi, dắt cái nồi chiên lên cho ảnh đi. Dạ. Ơi anh ơi, đứng ở đây đi, đứng ở đây đi, cho phía trong ngon cháu Thi ơi. Rồi dắt ra đi Thi ơi. Rồi đó, người đẹp đi ra. Rồi tặng cho em thêm một cái bao phun bao lì xì. Rồi cảm ơn anh trai rất là nhiều, rất là may mắn quý vị ha. Và kính thưa quý vị ơi, chúng ta đã có dòng lệnh mới. Dòng lệnh tiếp theo vẫn là 20.000 đồng cho mọi lần vé. Và cô chú chị thân mến, với mọi lá vé trên tay là một cơ hội nha. Người ta nói á, là làm mọi lá vé gì đó đâu quý vị, là một cơ hội. Quý vị mua hai lá vé là hai cơ hội luôn đó quý vị nha. Nếu trúng là trời cho, thì không trúng chỉ đơn giản là trời chơi thôi quý vị nha. Rồi còn cái bây giờ tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng giao lưu.
là một con bóng Việt Nam. Còn 18, 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 còn năm gì ra, năm gì ra, năm gì ra, còn năm gì đây ra. Ngày mình sai nhau, năm 16, năm 16, năm 16, năm 16, năm 16, năm 16, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Trường em đã ký những dòng tay bên nhau. Khi tìm theo công danh ở nơi quê của em anh mơ mộng. Đời ngày nhà yên trong niềm vui bữa ăn đi đâu. Dẫu thế sao ba mươi sao, ba mươi sao, ba mươi sao, ba mươi sao, ba mươi sao mấy chị già. Ai chị già, ai chị già nhớ mẹ sáng sớm ra hai mươi lăm. Số 47 cho được kia qua đã có người may mắn đọc giải. Đề nghị cô chú cho mình gửi số lại giá. Và dòng lại tiếp theo vẫn là U như kỷ y như cũ 20.000 đồng. Rồi đắng anh đi. Đắng đắng đi bà nội. Rồi cho anh em xin lá vé nha anh ơi. Lên. Bắn đi bà nội. Bắn má. Ừ rồi. Cứ thưa quý vị, dòng loại đặc biệt đó là ký hiệu dòng loại đó là 503. Nhận điểm rồi. Đúng dòng loại. Và con số may mắn đọc giải đó là 47. 47 có 1, 56, 56 có 2, 23, 23 có 3. Và con số cuối cùng đó là con số 6. Số 6 có 4. Rồi để mời một vị khán giả sẽ kiểm tra lá vé lại cho nó rõ nha. Đây, đi chỉ cho spa. Anh nhìn giùm em có phải số 6, 23, 47 và 56 cùng một hàng ngang không anh? Cảm ơn anh nha, anh Bot. Rồi kính thưa quý vị ơi, chủ nhau may mắn đoạt giải. Bây giờ anh xin phép được anh lấy bao lì xì hay là anh lấy đồ chiên không dầu? Bao lì xì 1 triệu đồng cho anh trai của em luôn nha. Rồi và bên cạnh đó em tặng anh thêm đó là một cái bao lì xì may mắn thần tài mạ vàng nha. Anh kiểm tra. Chúng ta kiểm tra luôn đi ạ. Dạ đủ chứ ạ? Dạ cũng muốn lấy vợ luôn mà. Anh ơi, hồi đó giờ có chơi BD bao giờ chưa? Tôi thấy hơi ngại cho người này đó. Có chưa chơi chưa anh? Chưa hả? Phải chơi một lần đi cho biết. Sau này là không có chơi được đâu nha. Trời ơi. Tại sao? Quá tuổi đã không có chơi được. Vậy hả? Trời ơi, có ghiền không? Chơi em nói thiệt, anh chơi BD một lần anh ghiền tới già. Bây giờ nó ăn vô máu em rồi. Mấy lần em định em nói em nghĩ chơi BD, trời mấy bữa nó hành em sốt luôn à. Trời thấy ghê. Anh ơi, anh có chơi vụ bạn anh chơi luôn nha. Dạ hai anh chơi với nhau luôn đi. Còn ví dụ mà cần những cái bài học gì đấy mà anh chỉ cho mà. Đúng rồi. Hả thu tiền nói ông nội ơi. Đã mình làm BD tri kỷ. BD tri kỷ. Ok không anh? Ok không? Anh chơi BD thôi. Anh chồng, chơi đâu? Chồng của Cát Thi đó. Ở chồng Cát Thi. Em gì? À, em chơi BD hả? Bánh bèo đòi chơi BD vậy thôi tụi mình nghỉ. Má chơi với má ghê má ơi. Trời ơi. Ôi sợ muốn chết chứ. Bánh bèo mà chơi BD là liếu liều liêu nha. Rồi kính thưa quý vị ơi, trong loại này đó là 20.000 đồng là vé. Và cô chú chị nào mình chưa có vé các bạn nhận giơ tay lên liền giùm em nha. Chúng em điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ cho quý vị mình luôn. Và trong tuần này thì em lên đèn tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai cho tới chủ nhật, tất cả các tuần sau luôn cũng vậy luôn quý vị nha. Từ thứ hai tới chủ nhật vào lúc 18:30 là chợ đã mở cửa, là vào lúc 17 giờ là đã mở cửa chợ rồi quý vị. 18:30 thì chương trình lô tô bắt đầu, và xung quanh có rất nhiều những gian hàng mua sắm ăn uống, vui chơi giải trí và các điểm check in bên đây rất là đẹp luôn quý vị nha.
và trong tuần này, ngày mai, đó là thứ năm. Ngày mai thứ năm quý vị sẽ được giao lưu gặp gỡ cùng với nhóm nhạc Nhật Nguyệt. Còn ngày thứ sáu quý vị sẽ được giao lưu gặp gỡ với ba nhân vật rất đặc biệt, đó là ca sĩ Lê Duy, ca nghệ sĩ Tâm Thảo, Ngọc Nữ Lô Tô Tâm Thảo và người đẹp Dạ Thảo sẽ phục vụ cho quý vị vào thứ sáu. Còn ngày thứ bảy là lần đầu tiên gánh hát Lô Tô Hương Nam cũng như là Đầm Sen Square sẽ tổ chức, đó là lễ hội trái cây Nam Bộ vào thứ bảy đó quý vị nha. Ngày đó quý vị sẽ được tới đây và được ăn trái cây miễn phí thưa quý vị. Rồi, còn vào ngày Chủ nhật quý vị sẽ được giao lưu gặp gỡ cùng với công chúa Lâm Khánh Chi vào Chủ nhật tuần này thưa quý vị nha. Rồi, và ngay bây giờ xin mời về chúng ta bắt đầu Do Số.